của Ban Thường vụ Thành ủy về phân cấp quản lý cán bộ. Xét đề nghị của các Đảng ủy phường Thành Linh và Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều 1 thành lập ban lễ tang đồng chí Lê Thị Xuân, đảng viên 55 năm tuổi đảng, sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố Tất Tiến, đảng bộ phường Thạch Linh, gồm có các đồng chí có tên sau đây: 1. Đồng chí Nguyễn Thái, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận thành ủy, trưởng ban. 2. Đồng chí Trương Thị Dũng, thành ủy viên, phó trưởng ban tổ chức thành ủy, phó trưởng ban. 3. Đồng chí Trương Văn Hạnh, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc phường Thạch Linh, phó trưởng ban. Và các thành viên gồm: đồng chí Nguyễn Thị Thanh, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố Tất Tiến; đồng chí Lê Đăng Bình, tổ trưởng tổ dân phố Tất Tiến; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, chi ủy viên chi bộ tổ dân phố Tất Tiến; đồng chí Lê Đăng Tình, tổ phó tổ dân phố Tất Tiến; đồng chí Lê Đăng Thanh, chi bộ trưởng chi bộ người cao tuổi tổ dân phố Tất Tiến; đồng chí Mai Bá Hương, chi bộ trưởng chi bộ cựu chiến binh tổ dân phố Tất Tiến; đồng chí Nguyễn Thị Đề, chi bộ trưởng chi bộ nông dân tổ dân phố Tất Tiến; đồng chí Nguyễn Thị Hà, chi bộ trưởng chi bộ phụ nữ tổ dân phố Tất Tiến; đồng chí Lê Văn Trúc, tổ bảo vệ tổ dân phố Tất Tiến; đồng chí Nguyễn Tất Thành, bí thư chi đoàn tổ dân phố Tất Tiến; đồng chí Nguyễn Hải Đường, tổ trưởng tổ liên gia số 5. Kính mời ông Lê Đăng Tâm, đại diện gia đình, tham gia ban lễ tang. Điều 2, ban lễ tang có nhiệm vụ tổ chức tang lễ đồng chí Lê Thị Xuân, chú đáo, trang nghiêm, đúng quy định. Điều 3, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Ban tổ chức thành ủy, đảng ủy phường Thạch Linh, ban lễ tang, tổ chức cá nhân có liên quan và các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định của đảng bộ của tỉnh là mẹ tôi là Lê Thị Xuân, 55 tuổi đảng,